là bánh đa này. Mình không phải phải bỏ cái gì đó vào. Ta còn chưa thì bỏ qua mì. Mất 20 giây thì bánh chín. Họ đun bằng chấu. Bánh tráng đúng không? Bánh tráng là hủ tiếu à. Cắn xong hơi nắng, nó cho ráo rồi cắt ra. Cắn xong hơi nắng, bên đó. À, lấy bánh ra. Trải lên tấm đan để phơi. Đây là làm một cái mô hình thủ công truyền thống để khách tham quan thôi, cho nên là không có làm nhiều. Còn ở bên nhà làm quy mô hơn. Thôi bằng máy á. Làm máy rồi. Máy và không biết là bằng máy. Vẫn còn những chỗ làm như thế này mà ta làm nhiều lò. À thế ạ. À, một cái lò thì là hai cái nồi. Vâng. Mà hai ba lò vậy đó. Chẳng thế nó mới nhiều.